Xin chào các bạn đã đến kênh YouTube Lý Việt MMO của mình. Nếu đây là lần đầu tiên đến kênh YouTube của mình thì các bạn hãy bấm vào nút đăng ký trên kênh YouTube, sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình nha các bạn nha. Rồi thì trong sáng hôm nay thì mình có thể xem một bài báo của nước ngoài thì người ta viết về cái đồng Gincoin này rất là hay các bạn. Nên là Gin Blockchain tự hào phát hành phiên bản mới nhất của Gin Wallet. Thì chúng ta đọc thì chúng ta thấy cái nội dung người ta rất là tự hào về cái con Gin Coin này các bạn. Nhiều tháng phát triển và thử nghiệm chuyên sâu, Gin Blockchain tự hào phát hành phiên bản Gin Wallet mới nhất. Như vậy là nó ra cái phiên bản mới nha các bạn, với chức năng cốt lõi được viết lại hoàn toàn. Ví mới này biến đổi hiệu suất và khả năng mở rộng của việc tạo, nhận và lưu trữ các giao dịch trong blockchain. Từ tuyên bố của họ, Gin Blockchain đã đưa ra quyết định sử dụng mạng Ethereum, giao thức tiêu chuẩn cho tất cả các mã thông báo phổ biến trên thị trường, làm điểm khởi đầu. Theo thuật ngữ lập trình, điều này có nghĩa là Gin Blockchain là một nhánh rẽ của mạng Ethereum. Về mặt tích cực, quyết định này đã cho phép Gin Wallet tiếp cận thị trường nhanh chóng. Như vậy là nó mong muốn là phát triển đó các bạn. So với việc mã hóa một nút blockchain từ đầu, mặc dù có nhiều điểm khác biệt giữa các blockchain công khai và riêng tư, nhưng chúng có chung một lượng lớn điểm chung về kỹ thuật, bao gồm các giao thức ngang hàng, cấu trúc giao dịch và khối, tạo và xác minh chữ ký số cũng như các quy tắc đồng thuận quản lý khóa và cần một nút API. Forking từ mạng Ethereum cho phép Gin tận dụng sự trưởng thành của nó và tập trung vào những gì mà chuỗi của riêng họ bổ sung vào blockchain, khả năng định cấu hình cấp phép. Về ví Gin như thế nào? Gin Wallet cung cấp trải nghiệm wallet tuyệt vời cho người dùng để lưu trữ các giao dịch của riêng họ bên ngoài nút. Tuy nhiên, đây không phải là giải pháp phù hợp vì nó sẽ làm phức tạp rất nhiều việc thiết lập và bảo trì cho mọi người tham gia chuỗi. Vì vậy, thay vào đó, Gin sẽ viết lại ví từ đầu. Ví mới khác biệt như thế nào? Nếu người dùng có bất kỳ kinh nghiệm nào với cơ sở dữ liệu, câu trả lời có thể rõ ràng. Thay vì lưu trữ các giao dịch ví trong bộ nhớ, chúng được lưu trữ trên đĩa ở định dạng phù hợp với các giao dịch lãi suất được truy xuất khi cần thiết. Thay vì thực hiện quét toàn bộ ví, các giao dịch được lập chỉ mục theo nhiều cách khác nhau để cho phép các giao dịch đáp ứng các tiêu chí cụ thể được xác định nhanh chóng. Bất kỳ siêu dữ liệu giao dịch nào lớn hơn 1 mê đều không được lưu trữ trong ví. Thay vào đó, ví chứa một con trỏ đến vị trí của siêu dữ liệu đó trong chính blockchain. Trao đổi Gin. Cùng với sự phát triển của nền tảng ví, họ cũng phát triển sàn giao dịch ngang hàng với hệ thống máy chủ trên toàn thế giới với nhiều lớp bảo mật để đảm bảo giao dịch nhanh chóng và an toàn. Sàn giao dịch Gin sẽ là một đối trọng đáng gờm của các sàn giao dịch crypto trên thế giới hiện nay. Khủng khiếp cho các bạn. Nó ra cái Gin Wallet rồi bây giờ nó sẽ ra sàn giao dịch luôn các bạn và cạnh tranh với các sàn lớn trên thế giới nữa. Mã thông báo Gin. Bên cạnh Gin Wallet, họ thông báo về việc phát hành mã thông báo của họ mà mọi người đều có thể nhận miễn phí và lưu trữ trong ví của họ. Một số thông tin về Gin Token, cái app Gin mà các bạn đang đào các bạn. Thì là tên viết tắt là Gin, tên đầy đủ lãi suất toàn cầu, số lượng là 400 triệu token. Nó cho miễn phí với các bạn. Tương thích kỹ thuật là TRC20, BSC và ECO Chain. Mang mã thông báo đến cộng đồng, ban quản lý Gin cũng thông báo cho những người quan tâm đến crypto trên toàn thế giới rằng họ đang làm thủ tục để có thể niêm yết trên nhiều sàn giao dịch trên thế giới trước khi chính thức ra mắt nền tảng của mình. Thì các bạn để ý nha, họ sẽ niêm yết nhiều sàn giao dịch trên thế giới nha, trước khi chính thức ra nền tảng của mình. Cho nên là việc các bạn đào Gin là thật sự là không có uổng đâu các bạn. Các bạn đang đang giữ Gin trong tay nha, tài sản nha các bạn nha. Cho nên là các bạn hãy 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 cài app Gin Wallet mà đào ngay nha các bạn nha. Nó chỉ có 400 triệu token thôi, không có nhiều đâu. Rồi tiếp theo về Gin đây. Gin là tổ chức
tự trị phi tập trung DAO. Phần lớn là các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới bắt đầu thanh toán bằng Bitcoin, Ethereum, v.v. Mặc dù người dùng có các dịch vụ này có xu hướng tăng với tốc độ nhanh, nhưng hầu hết mọi người không thể kiếm tiền từ nó. Vì vậy, Gin Blockchain là một nền tảng cung cấp tiền kỹ thuật số ổn định, nhanh chóng và phổ biến. Đó. Bài báo này viết về Gin thật sự là nó đang cho chúng ta thấy là cái sự phát triển của Gin rất là nhanh chóng các bạn. Và khả năng nó cái sàn này nó sẽ cạnh tranh rất là lớn với các sàn khác trên thế giới nha. Và được niêm yết trước khi nó chính thức. Nên các bạn chưa ai chưa đầu Gin thì thật là uổng phí, mà cũng chưa có mất cơ hội đó các bạn. Các bạn vẫn còn cơ hội nhiều. Các bạn hãy cài Gin, là cài Gin nha. Thì cái bài hướng dẫn cài Gin và đào á thì mình để trong mô tả video cho các bạn. Các bạn cài nhanh chóng đi chứ để là nó giảm cái tốc độ rất là nhanh các bạn. Giảm nhiều lắm rồi đó. Thì cho nên là các bạn hãy cài và đào nhanh nha các bạn nha, để nhận được những cái đồng Gin miễn phí ha. Rồi, các bạn chưa đăng ký kênh YouTube của mình thì hãy bấm vào nút đăng ký trên kênh YouTube, sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để có những cái thông tin nào nữa hấp dẫn hơn nữa mà về Gin hoặc các đồng coin khác thì mình sẽ làm video để cho các bạn kịp thời nha, kịp thời mà nắm được thông tin. Rồi, chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.